Mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lucy Channel. Và hôm nay chúng ta cùng nhau chơi Play Together nha. Như ở video tập 27 thì Lucy có nói á, đã lâu rồi Lucy chưa có chơi lại game Play Together, nên sẽ khám phá từ từ từng trò chơi một. Và đầu tiên là những trò chơi mà trước đây Lucy đã từng đi rồi, để xem thử nó có gì thay đổi không nha. Rồi, dòng đua số 1, cuộc đua vạn lý Trường Thành. Đi theo con đường để đến nơi trước. À, chạy nhanh đúng không? Wow, trời ơi, đến 30 người lận. Chạy, chạy thôi. Ây da, 30 người mà chỉ lấy 24 người thôi. Trời ơi, chướng ngại vật gì mà nhõng quắc vậy? Ây da, ây da. À, lâu quá không chơi cái trò này á mấy bạn. Đã một năm trôi qua rồi, chắc chắn là cái game này nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Ui, được tăng tốc rồi. Lên. Rồi bị kẹp rồi. À, không sao. Trời ơi, có người về nhất, về nhì, về ba rồi. Yeah, Lucy về hạng tư. À, lâu ngày không chơi lại mà tốc độ chạy của Lucy cũng nhanh quá mấy bạn nha. Rồi, các bạn khác cũng về tới rồi. 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24. Rồi, xong rồi. 6 người về cuối cùng bị loại rồi mấy bạn ơi. Ai vòng này đã loại 6 người, chỉ còn 24 người thôi. Trời ơi, ai cũng nói vòng này tôi sẽ thắng hết kìa. Rất là tự tin luôn. Vòng 2, đua tốc độ sa mạc. Trời ơi, nhảy lên những cái cục sa mạc này hả? Đến vạch đích một cách nhanh chóng. Ok, Lucy hiểu rồi. Chuẩn bị nó đếm ngược đó nha mấy bạn. Rồi, vòng này chỉ lấy 18 người thôi. 24 mà chỉ lấy 18 có nghĩa là chỉ lấy 6 người. À, trời ơi, cái gì vậy? Vừa chơi là đã bị lọt rồi. Rồi. Wow, khó nha, trời ơi, đi qua nghĩa địa voi ma mút kìa. Còn đây là những cây xương rồng. Wow, nhanh lên. À, trời ơi. Ôi, có ai nhìn thấy Lucy không? Trời ơi, hồi nãy nhảy lên mém nữa lọt xuống rồi. Trời ơi, Lucy nói giỡn mà ai nhè thiệt kìa. Nhưng mà không phải nghĩa địa của voi ma mút, mà nghĩa địa của những con trâu, con ngựa. Yeah, Lucy về đến hạng 5. À, rồi các bạn khác cũng đang về đến rồi. Nhanh lên mấy bạn ơi. Đây là video mà Lucy chơi trong một ngày luôn. Đó là ngày đầu tiên để Lucy quay trở lại Play Together, nên Lucy chưa thông báo gì cho các bạn vào chơi chung hết. Hẹn các bạn ở ngày hôm sau Lucy chơi thì Lucy sẽ thông báo giờ để mấy bạn cùng vào chơi với Lucy nha. Rồi, 18 người đã thành công. 6 người đã bị loại ra khỏi trò chơi này rồi. Thật chia buồn với mấy bạn. Rồi, vòng 3, truyền bom. Truyền bom cho những người chơi khác và bỏ chạy. À, trò này là ngày xưa Lucy cũng từng chơi rồi. Lucy chưa thấy trò nào mới hết trơn. Rồi. Nó đang đếm ngược kìa. 3, 2, 1, chạy. Wow. Rồi, ai ôm bom đâu rồi? Mình chạy ra không được. Ý, bom tới rồi. Rồi, chạy ra đây đi. Ủa, bom đâu. À, thấy rồi. Ủa, có hai cục bom lận hả? Rồi, một bạn nổ rồi. Rồi, mấy bạn có thấy quả bom ở đâu không vậy? Quả bom đâu rồi. Chạy. Ây da, cái bạn ôm bom kìa. Thương xàm xí. Ơi, trong đây không có người nào là bạn của Lucy hết. Tại vì Lucy chưa có thông báo mà. Rồi, gần hết giờ rồi. Chạy. Đâu rồi, bây giờ Lucy chạy một cách điên cuồng, chứ Lucy không có thấy quả bom đâu hết mấy bạn ơi. À, hết giờ rồi. Yeah. Kết thúc vòng 3, chỉ còn 12 người sống sót. 6 người đã bị loại. Ghê quá. Tới vòng 4 rồi nha, cuộc đua mê cung. Để coi thử Lucy sống sót đến vòng số mấy nha mấy bạn. Chọn tuyến đường phù hợp để đến nơi trước. Chạy trong mê cung mà đến nơi trước nè. Vòng này ngày xưa như Lucy cũng từng chơi một lần rồi thì phải. Mấy bạn có chơi cái này chưa? Thôi chạy. Qua rồi, nó lùi vô một đường rồi. Coi thứ ai chạy lộn không nha. Ây da, trời ơi, Lucy chạy lộn rồi, vô bức tường rồi.
Nó làm vậy cho nên nếu ai chạy lộn thì chạy về chậm thôi. Ý, bạn kia chạy ngược lại rồi, mình phải quay qua đây. Đúng rồi, mình phải thông minh, mình nhìn trước chứ. Chạy vô mất công gặp thấy bức tường cũng vậy à. Rồi, chạy bên này luôn. Rồi, chính xác quá. Rồi, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. À, nhiều đường quá vậy. Rồi, trúng cây cột rồi, quẹo lại, quẹo, quẹo, quẹo. Qua đây này, qua đây, qua, qua, qua. Ô, bạn Quỳnh Ba Mai chạy cũng rất là nhanh luôn. Đang đuôi với Lucy luôn kìa. Rồi, cố lên, ui, có người về nhất rồi kìa. Cố lên, cố lên. Ây da, đường nào, đường nào. Qua bên này, qua bên này. Ây da. Trời ơi, qua lỗ nào đây. Yeah, Lucy về hạng 5. Rồi, cố lên mấy bạn ơi. 7, 8. Rồi, kết thúc rồi, mấy bạn kia không được về rồi. Rồi, vòng này cũng tương tự. Loại 4 người, chỉ còn 8 người sống sót. Mấy bạn này là những người xuất sắc nha. Được tiếp tục vào vòng 5 rồi. Đua tốc độ vũ trụ, vượt qua những con đường bị hỏng và về đích. Ai yêu thích vũ trụ sẽ thích chỗ này lắm đây. Trời ơi, nhưng mà sao mấy cái miếng màu sắc này dễ bị nhòa mắt lắm nè. Nhìn lộn cho mà xem. Rồi 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 rồi. 3, 2, 1, chạy. Sao ở đây nó chạy nhanh dữ vậy. Ây da, nhìn cái không gian này nhìn không được luôn. Coi chừng, coi chừng, coi chừng, coi chừng. Lắc quá. Bên trái nè. Rồi, chạy thẳng, nhảy. Rồi, qua trái luôn. Ôi, tặng. Ơi, chạy lại, chạy lại. Lại tặng nữa rồi. Ôi, tiêu rồi mấy bạn ơi, chắc vòng này Lucy bị lội rồi. Lấy có 5 người à. Ôi, mấy bạn về bên kia hết rồi kìa. Còn 8 người mà chỉ lấy có 5 thôi. Rồi, có người về nhất luôn rồi. Ôi, mình phải cố lên, cố lên. Lucy không thể bị lội được. Lên, lên. Trời ơi, trời ơi, đừng, đừng rớt nha. Yeah, Lucy về nhì. Lucy bị rớt 2 lần luôn, quay lại chạy từ đầu luôn đó. Mà cuối cùng mình được về nhì rồi. Hú hồn, tưởng dòng này bị lội rồi chứ. Ôi, vẫn mới có 4 người à. Còn một bạn nữa vẫn chưa về đích. Tính ra dòng này khó cực kỳ luôn á. Yeah, một người nữa đã về rồi. Vậy là vòng này 8 người mà chỉ lấy có 5 người thôi. 3 người đã bị lội. Yeah yeah, chúng ta thật là kiên cường. Vòng 6, cuộc đua sân thượng, tránh tàu vũ trụ để về đích. Chạy trên sân thượng, mà trên sân thượng có nhiều tàu vũ trụ hả? Đây, mình sẽ né những chướng ngại vật là tàu vũ trụ nha. Bây giờ có 5 người mà chỉ lấy 3 người à. Sẽ loại bỏ 2 người đó mấy bạn ơi, cố lên. Rồi, chạy. Ui, trời ơi, cái gì vậy? Nhảy. Trời, không gian này khó nhìn quá. Rồi, qua này luôn. Tàu vũ trụ kìa. Coi chừng nó bắn mình đó. Rồi, dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Rồi, chạy. Bạn kia chạy bên kia nên nhanh hơn. Rồi, 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 tàu vũ trụ nữa kìa. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Rồi, 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 chạy. Trời, có bạn mi béo hôm trước chạy ghê thiệt. Bạn chạy rất là nhanh luôn. Rồi, bạn đó cũng dừng lại rồi kìa. Rồi, không sao, dí theo. Rồi, vượt. Về đất. Yeah, bạn mi béo về trước. Lucy về nhì. Rồi, kết thúc vòng số 6. Chỉ còn 3 người sống sót và 2 người đã bị lội. Vòng 6 rồi đó mấy bạn. 3 người này không biết đến vòng 7 thì sẽ là gì đây nữa. Vòng 7, trèo lên tòa nhà đang xây. Hãy tránh chướng ngại vật và leo lên thật nhanh. Mình leo lên tòa nhà cao lắm đây. Không biết vòng này sẽ lấy bao nhiêu người nữa. Hiện giờ chỉ có 3 người đua mấy bạn ơi. 3 người đua hả? Lucy nghĩ chắc đây là vòng cuối rồi. 3 người đua chỉ lấy 1 người thôi nè. Rồi, chạy. Bắt đầu lên nha. 3 người mà chỉ lấy 1 người thôi đó. Lên, 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 lên. Cố lên, cố lên. Rồi, 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 chạy, trời ơi. Càng lúc càng lên cao rồi. Cũng may này là trò chơi thôi chứ ngoài đời mà mình chạy kiểu này chắc mình thở dữ lắm luôn á. Phải có sức khỏe dữ lắm mới chạy nổi kiểu này. Không biết từ nãy giờ tòa nhà mấy tầng rồi nữa.
Nhưng mà tóm lại mình phải leo lên mút trên đỉnh của tòa nhà này lận. À trời ơi, lọt rồi, hên quá. Lọt xuống tầng thôi chứ không có đi xuống luôn. Lọt xuống đất mà chạy lại chắc thua quá mấy bạn. Lên lên lên. Ôi, ba người vẫn đang dí sát nút nhau nha. Cuộc đua này hơi bị căng thẳng á. Lên. Chỉ còn một người về nhất là hai người kia là thua đó. Wow, trời ơi, cái gì vậy? Khó nhìn quá. Rồi, lên. Ôi, đi đường nào đây mấy bạn? À, đúng rồi, lên, lên, lên. Ây da, cao quá. Được rồi. Ôi, cái sân thượng nó đâu rồi? Trời ơi, vạch đích ở chỗ nào? Sao Lucy chạy hoài không thấy vậy? Bạn mi béo kìa. Rồi, bạn mi béo này chơi giỏi lắm luôn nè. Ở mấy vòng trước toàn là về nhất không á. Rồi, Lucy về nhất rồi. Yeah. Vòng số 7, 3 người nhưng mà chỉ lấy có 1 người, 2 người bị loại. Yeah. Lucy chiến thắng rồi mấy bạn ơi. Giải thưởng dành cho người chiến thắng cuối cùng 105 đồng tiền và 10 vương miện. Yeah. Lâu ngày không chơi mà bây giờ chơi lại cũng đi đến được vòng cuối cùng luôn. Tuyệt vời quá. Và tiếp theo sau đây, Lucy xin giới thiệu một số trò chơi mà Lucy thấy nó ít xuất hiện. Các bạn xem thử các bạn đã từng chơi các trò này chưa nha. Đầu tiên đó là đua tốc độ trên mây, vượt qua những con đường bị hỏng và về đích. Wow, cái gì vậy ta? Một con rồng kìa. Quá đẹp luôn. Rồi, cái này Lucy chưa từng chơi bao giờ luôn. Các bạn đã từng chơi trò này chưa? Bây giờ mình phải chạy trên cái lưng của con rồng nè. Chạy. Trời ơi, cái này chỉ lấy có 3 người à. Wow, chạy chạy chạy. Ôi. Trời ơi, rất là dễ lọt xuống dưới mây nha mấy bạn. Con rồng này nó đang ở trên trời á. Wow, đẹp quá. Trò này Lucy chưa từng chơi bao giờ luôn. Ui, trời ơi, chướng ngại vật là những cái mây ở giữa chừng nữa kìa. Wow, hay quá, lên. Chuẩn bị, lên luôn. À trời, tưởng rớt rồi chứ. Cố lên. Lên nữa nè. Hay quá. Lên. Trời, có người về hẳn hai rồi. Rồi. Tiếc quá, ba người về sớm rồi. Lucy còn một xíu nữa à. Ủa quá. Chị lấy ba người và loại ba người. Trời, Lucy còn một xíu nữa thôi à. Rồi, trò tiếp theo là trò tìm lỗ. Trò này cũng ít xuất hiện, nhưng mà có vẻ xác suất xuất hiện nhiều hơn cái con rồng hồi nãy ha. Đâu, tìm lỗ như thế nào nè. À, mình vô cái tổ ong này nè. Rồi trời, rớt xuống lỗ, rớt. À, đi tìm cái lỗ để mình rớt xuống tầng dưới. Tại vì nó làm nhiều lỗ giống nhau quá nên mình không có biết được. Rồi, tìm. Đâu rồi. Biết ở đâu mà kiếm đây. Kìa, có lỗ kìa. Nhảy. Trời ơi, giờ đến màu tím rồi. Wow, có bạn về nhất rồi. Sao nhanh dữ vậy? Yeah, Lucy cũng về rồi. Hạng thứ 11. Hú hồn. Nói chung còn sống sót để đi tiếp. Tí nữa thì thua rồi. Có bạn kia nói vậy đó. Và tiếp theo là trò cướp vương miện. À, cái trò cướp vương miện này á, Lucy chơi lần nào cũng bị thua ấy mấy bạn. Để coi hôm nay có thắng nổi không nha. Toàn là bị cướp tới vòng cuối cùng không à. Rồi, chỉ có 3 người vào cái vòng này thôi nè. Lucy cố gắng đi tìm những cái trò chơi mà ít xuất hiện á, để quay cho các bạn coi á. Mấy cái vòng trước đó là mấy trò quen thuộc rồi nên Lucy không có để vô video. Đó. À, Lucy giành được vương miện rồi đây. Đó, còn mấy giây nữa. 40 mấy giây nữa. Trời ơi, bây giờ mà giữ cho tới có khúc còn không dây thì hơi bị lâu á. Rồi, bị giành chắc luôn. Ây da, dạ. Rồi, cố lên. Bạn đó đâu rồi? Giờ có 3 người à. Nên ha, mỗi người mỗi đầu chặn cái bạn mà đang giữ vương miện lại. Trời ơi, nó chạy dữ vậy. Nhanh quá. Rồi, dí theo. Wow,
Lucy lấy được rồi. Còn 8 giây, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Trời ơi, còn có 2 với 1 thôi cũng bị cướp à. Rồi xong, mắt vương miện. Cái trò này không bao giờ Lucy thắng được. Còn là bị cướp vương miện giữa chừng không à. Thua bạn này rồi. Rồi giới thiệu tiếp cho các bạn một trò nữa, đó là trò bánh xe chướng ngại vật. Trò này Lucy cũng thấy ít xuất hiện lắm. Đừng để bị đánh văng bởi bánh xe quay và các chướng ngại vật. Wow, tất cả mọi người đều chạy trên cái bánh xe này nè, rồi bánh xe này lại quay nữa. Vậy mới khó đó. Rồi rồi rồi, nó quay kìa, nó quay kìa. Ghê chưa, ghê chưa. Wow, wow, nó cứ nó quay kìa, mình phải chạy lên chứ không mình té đó. Ui, mấy bạn kia đang đu lên thành kìa. Trời ơi, bánh xe quẹo qua trái, bánh xe quẹo qua phải. Ui, rồi biết chạy đâu ta. Vậy là giữ thăng bằng thôi đúng không? Chứ đâu có đường đâu để mà chạy. Rồi, ráng giữ thăng bằng ở trên cái bánh xe này thôi. Trời ơi, cái chạy qua trái, cái chạy qua phải nhìn chóng mặt luôn á. Rồi chạy qua. Ý, còn vài giây nữa à. Cố lên. Ráng giữ, ráng giữ. Đừng để lọt. Trời ơi, giữa mấy bánh xe này còn có lỗ nữa chứ. Yeah, thành công rồi. Không biết còn bao nhiêu người sống sót nữa. Wow, ở đây đang đông mà. 6 người văng ra, được 14 người sống sót. Rồi, và một trò nữa, đó chính là trò đèn đỏ, đèn xanh. Trò này ngày xưa Lucy đã từng chinh phục được nó rồi. Không biết bữa nay có chinh phục được nữa không nữa. Các bạn cùng theo dõi với Lucy nha. 3, 2, 1, chạy. Lửa xanh là chạy, lửa đỏ dừng lại. Ủa, bạn Bảo này lắc qua lắc lại mà không bị bắn nè. Cái thỏ ngọc trai cũng vậy. Ủa, mấy bạn này đang dùng bảo bối gì vậy ta? Ủa trời, ủa sao bị đèn đỏ rồi mà mấy bạn này còn nhảy hoài vậy? Ủa, có bạn nào biết tại sao không vậy? Sao cái bạn Bảo nè, cái bạn bé thỏ nè, đèn đỏ mà cứ dịch chuyển hoài luôn à? Rồi chạy, chạy. Trời ơi. Rồi, một bạn lên đường. Đó, bạn Bảo đứng lắc lư hoài luôn cũng không bị kìa. Còn chuyện gì vậy ta? Rồi, 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 Bảo về từng tới nơi rồi. À, trời, ủa gì vậy? À, hu hu, Lucy dừng lại rồi mà. Rồi, xong luôn. Lucy bị văng ra ngoài rồi. Hôm nào hẹn các bạn cùng chơi trò này nha. Để xem thử chúng ta đi được bao nhiêu vòng nè. Cùng nhau chơi á thì sẽ lên được khung hình rất là đẹp đó. Các bạn nhớ nha. Video này Lucy quay cùng hôm với lại video tập 26. Lúc này chưa có thông báo cho các bạn nên chỉ có một mình Lucy vô chơi à. Lucy muốn thử coi mình còn nhớ gì về cái game này không mà. Còn những lần sau Lucy sẽ hẹn các bạn vào chơi chung với Lucy nha. Bye bye và hẹn gặp lại.